dòng này về làm sao nè? Kéo bùn. Hả? Kéo bùn cho bánh ra, cái đường nhét cây. Chưa, đâu nữa. Dòng này đâu có chui gì đâu. Cái này vẫn còn chảy mà. Hả? Cái này vẫn còn chảy chết luôn. Cây, cây nhìn, chim ở đâu? Ra mà nó kéo bùn ra. Ừ. Cây nó vừa là dính nó đâu. Hả? Cây nó vừa nó xe nó có đạp lên nó đâu. Đó. Mẹ chỉ trả cho con Quang về trả luôn. Không ăn. Đã gì vậy đẹp á. Vàng mà thấy rồi đó. Ừ. Bằng mắt á. Đi đây đừng nghĩ hiện thực chứ. Rồi thầy thì cái nhà thầy em về rồi được chú thì cái nhà quán bên đấy bắt đầu phải cao lên đó. Cái chai đã chuyển cho củi được không? Hả? Chúng ta trên đây chuyển cây chai lọc cho nó leo lên chai đó, nó có thể lọc lại cây lại. Lót cây á, cây ngang á, kẻ ra xong cho nó lên dần, lên dần. Vừa ấy vừa em đi kiểm thêm cặp, cặp thêm cặp cặp đấy. Cao quá đâu, đâu có lên được. Ừ. Mà đây mình vẫn còn hai cây nữa.
đây là đây nè. Moi moi để lại chứ. Hết cái cơm rồi. Củi bự đây nè, dài nhét thôi. Cứ nhích cái bánh này lên là nhét đầy xong. Chuyển sang góc kia nhét. Góc kia nhét nhét. Nhưng mà bùn này phải cào ra. Nếu sao nhét được cái cục đó. Hồi đó tôi ngập qua qua cái yên xe ngồi cái kìa. Đây này, ngồi dưới nước ở đây này. Nhưng mà máy vẫn không tắt. Hay vậy đó. Mở camo thì sờ giấy đây này. Khi mà nhân nước cánh quạt nó đâu quay được đâu. Nó quay ào ào ào. Nhưng mà dưới nước là mát rồi. Không lấy nổi nóng. Nó khóc vậy người. Mất là từ 7 giờ sáng mất đến 12 giờ trưa ra. Mà nguyên một cái hồ. Không nghĩ sao mà rớt xuống giữa hồ luôn á. Đang làm trên bờ á, múc bùn lên nó tuột này, không hồ. Ở ngoài đường á thì có máy nó còn đi cứu được chứ. Rồi như thế này là nó tự cứu thôi chứ. Bạn cứ từ đó ra thôi chứ. Tạo cái đi thôi nha, để cho nó trôi. Còn nhiều quá là nó lại tắt dòng. Đoàn này mình rau dơ được ngày đó thôi đưa thằng gọi mình cũng ngay lắm là rồi cái có cây dưới mà có quản ắt dòng luôn nè dòng luôn nè cái dùng đây. Mấy cái đầu đầu á cắt đầu hết rồi rồi chưa mà đi tìm cái đó thử xem có cái tên nhá chịu luôn đâm tay á có nhiều người cái tên đông tốt luôn á. Thank you.
Cái máy mình cũng 20 cân luôn nè. Rồi.